các bác. 10 giờ sáng ngày chủ nhật, mưa các bạn, vừa mới bốc mứt cho cây đây. Nhìn các bác nhìn giống nhà vườn chuyên nghiệp không? Đấy, đầu tư thì chịu khó thì phần do toàn cứt đá mình đưa lên qua nhà lên mái đấy, lên tầng cao nhất đây. Đấy. Thì mấy cây này làm được mấy cái vòng thì cho nó ăn trước, cho nó ăn trước. Đấy, còn những cây kia thì làm sau. Hoặc mà cây đẹp rồi thì ta bón phần khác, phân vi sinh hoặc phân người ta sản xuất là cho bonsai, phân hữu cơ ấy, thì tốt, phân hóa học thì rất tốt nhưng mà rủi ro lắm, dễ chết cây. Cây trên chậu rất là khó. Đấy, thì mưa này các ông là các ông ngập mặt uống luôn được, vừa ăn vừa uống luôn được này các bác nhé. Đấy, phân lợn người ta xử lý rất khô, rất sạch, không có mùi. Là anh em chơi xanh xì là tốt nhất, vã cứ phân lợn này. Đấy. Phân lợn thì lợn này nó ăn cám gì đấy, nó không có cỏ đâu. Như trâu bò thì lại có cỏ. Thì là rất là bã, và có cỏ thì rất là cũng không tốt lắm. Con trâu con bò không tốt lắm. Phân lợn mà vã được không? Phân lợn người ta xử lý rồi các bác nhá, mua ấy nhá. Mua đâu đấy 40-50 nghìn một bao. Đấy. Bao tải. Đấy. Rồi các bác nhá. Quay trở lại cái chuyện là hôm nay tôi sẽ thay chậu cho kia cây này. Định đi mua chậu nhưng mà thôi, nó hạn chế đi lại quá thì nó chờ đến lúc nó qua cái lượt lá mầm này, nó bắt đầu lá to rồi ấy, thì thay thì lại không thay được. Cho nên bây giờ phải thay luôn. Thay luôn cây này. Cây này rất nhiều anh em thích. Nhưng mà đấy, thì giờ xem ai có duyên thôi. Tôi sẽ thay sang cái khay cây Nhật này. Cây Nhật. Có dấu của Nhật đây. Đâu nhỉ? Đây, có cái dấu của Nhật đây. Đấy, có rất nhiều. Đấy. Cây này thì nó chuyên dùng bonsai và những cây kiểu mọc ấy. Tôi sẽ cắt bệ cái cây này nó thật mỏng. Nó thật mỏng. Giọt mưa nó rơi vào camera. Đấy, thì cắt cái bệ cái cây này nó thật mỏng để cho lên cái khay kia. Cái khay kia nó vẫn là rất là to, rộng so với cái này. Nhưng mà bây giờ hiện tại cần dưỡng cây đã. Thì tôi cho lên cái đã cho nó mỏng bệ và tôi quây vòng tôn để tôi đổ phân lên cho nó ăn cho nó tốt. Cho bệ biết sau nó bết. Chỉnh sửa sạch sẽ luôn các bác nhé cây này. Đấy, vừa ngày ngoài trời mưa, trong này anh em ta làm cây rất là sướng. Các bác nhé. Đây các bác ơi. Bao nhiêu phân xốp cây này. Trời quả biết chiều lòng người các bác ạ. Vừa bón phân xong thì mưa. Vừa bón phân xong thì mưa. Lúc bón thì vẫn đùng đỉnh chứ chẳng cần phải chạy mưa đâu. Bón xong thì bắt đầu mưa. Đấy. Hôm nay trời biết chiều lòng người đấy. Thì cây này thì cũng tùy duyên ta làm luôn các bạn. Tôi sẽ rũ ra và tôi sẽ nhấc lên đây. Đấy, vừa nãy cái thùng xốp của nó đây, nhấc phát lên cả bánh luôn đây. Lên cả bánh luôn đây. Đấy. Tôi sẽ làm sạch sẽ, chỉnh sửa và cắt cái cây này. Các bác xem nhé, xem nó có thực sự đáng ngưỡng mộ không nhá. Thank you.
Đây các bác ạ, thì em vừa mới lót một lớp đất mới trộn xử lý sơ dừa với xỉ than dưới này rồi. Lót vào cái chậu Nhật, các bác lưu ý chậu Nhật chậu Tàu thì nó có rất nhiều lỗ dưới này để thoát nước và gia cố cái cây bonsai để cho nó cố định trên chậu ấy. Thì cái lỗ mình có mua những cái lưới mà họ sản xuất ra để bít cái lỗ bonsai này là tốt nhất. Thì em không có cái lưới thì em vừa mới làm một mảnh lưới cũng rất là dày, rất là mau thôi, để lót một lớp như này rồi. Thì yên tâm rồi, yên tâm cái vấn đề đấy. Thì xong cái bước định hình rồi và cắt mỏng bệ rồi người trồng này. Sau này thì để dưỡng cây ấy thì em sẽ cắt một lớp alu hoặc là tôn để bo quanh đây để đựng được phân, đựng được phân và cho đất nó khỏi tràn ra ngoài. Khi nào ổn định cái bánh này thì dỡ ra sau. Đấy, thì bây giờ sẽ ngồi trên cái chậu này và em sẽ chỉnh sửa luôn một số cái tay cành và những cái rễ để cho nó sạch sẽ cây các bác theo dõi nhé. Cây này làm hơi lâu chút. Kéo này mũi nó dài hơn lùa vậy.
xong rồi. Rồi tôi trồng rồi các bác nhé. Tiếc là không có điếu thuốc nào ở đây các bạn, hết thuốc rồi. Đấy, cũng trịnh trọng tuyên bố với rất nhiều bác thích nhưng mà trả cây này nó rẻ, không tới. Thì chúc mừng đồng chí em, một đồng chí em là đã chốt thực tế thay cái chậu này để cho đồng chí em ấy. Đấy, đồng chí em đã sở hữu cái cây này. Thì cũng chia sẻ lại các bác là để một số các bác nếu có hỏi và do dự đợt trước ấy, trả rất rẻ thì là thực sự đáng tiếc. Đấy. Thế thì cây đẹp thì về người có duyên thôi các bác ạ. Chúng ta không có gì phải lăn tăn à. Đấy, tôi đã nâng nó lên một tầm cao mới rồi. Các bác vừa nhìn thấy bệ bãi nó xòe thì chất liệu là rất ổn rồi đúng không? Bây giờ tôi hàng ngày tôi nhặt tỉa đi những cái rác rưởi, những cái rễ gió nó từng bám ở đây nó chết rồi ấy. Mà ngày xưa mình nhặt đi ấy, thì bây giờ mình nhặt cho nó sạch thân đi. Cái này thì nó không thể nào mà nhanh được, cứ dần dần thôi. Để mà quay lại cho các bác xem thì nó tỉ mỉ và lâu lắm. Thì đấy, các bác nhìn các bác thấy yêu đúng không? Như vậy là thành công của người làm cây và một tác phẩm cũng được ra đời thì cũng rất là ý nghĩa. Cảm ơn các bác đã theo dõi và chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công và tiếp tục đam mê với những cái tác phẩm mới ưng ý. Tác phẩm đẹp thì trên ngoài bên ngoài thì nhiều lắm, nhưng những tác phẩm mà có duyên với mình thì rất đáng trân trọng các bác ạ. Đấy, một lần nữa chúc sức khỏe các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo, có những cái cây thật đẹp để các bác chiêm ngưỡng. Tí nữa tôi sẽ phủ khăn lên đây cho bệ nó phun ra, thì lúc đấy sẽ không cần nhìn thấy nữa. Đó.